Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mới toanh của mình, Tự học Tarot cùng Thu Anh. Có thể ở đây đa phần các bạn là biết đến mình thông qua kênh Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Thì trước đây mình cũng đã từng làm những cái video về dạy Tarot trên kênh chính đó của mình rồi, nhưng bây giờ mình muốn tách biệt hẳn ra. Kênh Magic Shop, kênh cửa tiệm chữa lành tâm hồn chỉ dùng để trải bài riêng. Trải bài chung chứ nhầm, chọn tụ á. Và kênh này chỉ dùng để dạy Tarot, dành cho những bạn nào có nhu cầu. Và mình không muốn kiểu một kênh mà có quá nhiều nội dung đan xen với nhau. Và đó là lý do vì sao mà khi các bạn vào kênh Magic Shop của mình, các bạn có thể thấy mình đã từng làm rất là nhiều thứ, đã từng thử nghiệm rất nhiều thứ. Nào là dạy Tarot, nào là nói về chiêm tinh, nhưng mà bây giờ mình dừng lại hết và mình chỉ tập trung cho trải bài chung mà thôi. Rồi về dạy Tarot nhá. Về dạy Tarot, lý do vì sao mà mình muốn dạy Tarot cho các bạn. Thứ nhất là mình thấy nhu cầu học của mọi người đang khá là cao. Sau một khoảng thời gian mọi người xem trải bài chung thì nhu cầu được học, được tự xem cho bản thân và tự xem cho người khác tăng lên nhiều hơn trước đây, đúng không? Và bây giờ bởi vì với sự gọi là mọc lên như nấm của các tarot reader, các bạn không còn thấy việc đọc tarot nó là cái gì nó quá huyền bí, nó là cái gì nó quá xa vời trong tầm với của các bạn nữa. Và mình ở đây để ủng hộ, củng cố cái niềm tin này. Mình ở đây để nói cho các bạn biết rằng học tarot rất dễ và ai cũng có thể học được. Ai cũng có thể học được. Dĩ nhiên ý, thì nó cũng sẽ giống như là văn toán thôi. Bị bắt học thì vẫn học được, nhưng có người có năng khiếu hơn và có những người không có năng khiếu. Thì ok, nếu không có năng khiếu thì ta học chỉ có thể đủ để xem cho bản thân và xem cho người thân, bạn bè xung quanh. Còn nếu bạn có năng khiếu thì bạn hoàn toàn có thể trở thành một tarot reader giống như mình đây. Đó, thế thì cái cách dạy của mình á, mình đảm bảo cho các bạn mình sẽ dạy một cái cách khác với tất cả những cái giáo trình hay là tài liệu mà bạn đọc được trên mạng. Bởi vì bản thân mình cũng là người đi đọc những cái tài liệu đấy. Và mới đầu thì mình cũng ngoan ngoãn nghe theo cái cách đọc bài, cách đặt câu hỏi, cách xem bài từ những cái tài liệu, cuốn sách mình đọc được. Nhưng sau một khoảng thời gian, mình bắt đầu trở thành đi trên cái con đường tarot chuyên nghiệp này. Đọc bài chuyên nghiệp, ok, là từ cuối những năm 2019. Còn trước đó thì mình đã tìm hiểu xem chơi chơi được khoảng 7-8 năm rồi. Và trong khoảng, cái này không phải là tự mãn nhé, nhưng trong khoảng một năm đó, từ cuối 2019 đến nay hơn một năm, mình đã xem được khoảng hơn 1.000 lượt. Hơn 1.000 lượt nhá. Đấy thì có những bạn là một bạn sẽ chiếm khoảng chục lượt chẳng hạn, vì các bạn xem mình nhiều lần, xem đi xem lại. Và qua 1.000 lượt xem bài đó, mình đúc kết ra được rất nhiều thứ từ kinh nghiệm của bản thân. Đấy, từ những cái kiến thức, kinh nghiệm của bản thân, và mình ở đây để chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm đó, cũng như là cái cách học bài ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu nhất, dành cho những cái người nào mà gọi là sao, dành cho cả những cái bạn mà không mê tín cũng có thể đọc được bài. Đấy, bởi vì bản thân mình theo phong cách ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu, khoa học hơn là những cái gì nó quá ảo diệu. Rồi, đấy, bạn nào mà biết mình qua Magic Shop, các bạn biết tính của mình như thế nhá. Và ví dụ như là mình không thiền này, mình không thiền, không phải là mình không đề cao việc thiền, chỉ đơn giản là mình cảm thấy mình không cần thiền thì mình không thiền, thế thôi. Mọi thứ với mình trắng đen rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu. Rồi, thì cái buổi của ngày hôm nay á, chỉ là giới thiệu qua nhập môn, và cuối buổi thì sẽ là trả lời những cái câu hỏi mà các bạn đặt ra cho mình trong cái mục cộng đồng, cái tab cộng đồng của kênh đấy. Thế thì về phần giới thiệu tổng quan, các bạn đừng quên nhé, là qua cái buổi này nếu các bạn có bất cứ cái vấn đề gì hay là không ưng ý về video của mình, các bạn có thể bình luận ở phía dưới. Bởi vì á, cái kênh này mình lập ra với mục đích hơi khác với kênh cũ của mình. Ở đây mình muốn tạo ra một cái cộng đồng cùng nhau học tarot, và khi mà mình học tarot giỏi rồi, chúng mình có thể chuyển qua chiêm tinh, tử vi, rồi học về phong thủy, nói chung là tất cả những tất tần tật những thứ mang tính chiêm tâm linh, giúp đỡ cho cuộc sống, cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta. Ok chưa nào? Nên các bạn thoải mái góp ý nhé, nhưng mà mình mong là các bạn góp ý mang tính xây dựng chứ không có chửi bới mình. Mình cũng đã mất công làm rồi cho các bạn xem free, thì ok, không chửi bới. Góp ý tính xây dựng thì được.
Trước hết thì nói về tarot, như các bạn thấy, mình đã mang ra một số bộ tiêu biểu cho làm mẫu cho các bạn. Ở đây mình có cả tarot, cả Lenormand, cả bài trà, lẫn cả oracle. Ví dụ nhá, bạn nào mà không biết thì để mình chỉ. Tarot thì ở đây mình có 4 bộ như thế này. Đấy, 4 bộ tarot. Làm nào phân biệt, nó có chữ tarot ở trên. Tarot này, tarot này, tarot này, tarot này. Đấy, Lenormand có một bộ, làm nào phân biệt nó có chữ Lenormand. Ok, rất đơn giản. Oracle, làm nào phân biệt nó có chữ oracle. Đâu nhỉ, bộ này như không có chữ oracle, chết thật. Đấy, nhưng đây là oracle. Mình có nên lấy bộ khác không? Thường thì nó sẽ có một chữ oracle ở đây. Bộ oracle thường là thiên về thông điệp nhiều hơn. Và bộ cuối cùng đó là tea leaf, bài trà. Đấy. Thế thì những bộ này có khác nhau không? Có. Mục đích chung thì vẫn là để coi. Bói. Ừ. Bói là một phần của tarot, mà phần quan trọng hơn đó là diễn giải tương lai gần dựa trên những cái xu hướng hành động hiện tại của bạn. Ví dụ như là bạn đang hành động như thế, và với những cái lá bài như thế thì lá bài sẽ dự đoán cái tương lai gần nhá, gần cho bạn, dựa trên những cái hành động, dựa trên những cái tâm thức của bạn hiện tại. Và sau khi mà bạn nghe về cái kết quả trong tương lai đó, ok, bạn đồng ý là bạn muốn thay đổi, và thế là cái kết quả đó có thể thay đổi được. Thì đó là cái mục đích về bói của bài tarot. Đấy, mục đích bói của bài tarot, bài trà cũng như oracle hay là Lenormand. Bói trong tương lai gần. Còn nếu mà bạn muốn biết bói theo kiểu vận hạn nhá, thì mình recommend các bạn học chiêm tinh hoặc là tử vi. Cái đó nói về vận hạn mới chuẩn, và thường thì không thay đổi được. Cái tương lai mà bạn xem trong tử vi và chiêm tinh thường là thứ không thay đổi được. Đấy. Còn bài tarot, ngoài cái mục đích bói ra, còn để chữa lành, còn để chữa lành, còn để nhận thông điệp từ vũ trụ, hay còn gọi là thông điệp từ chính bản thân các bạn, nhưng mà từ cái phiên bản gọi là cao cấp hơn, higher self của các bạn, phiên bản cao hơn của các bạn, tâm linh hơn của các bạn. Đó. Ngoài ra nhé, đây có thể là công cụ để các bạn nói chuyện, trò chuyện, dành cho những bạn nào mà có thể hơi thiếu các mối quan hệ xung quanh và cần một người để trò chuyện, thì bài chính là cái công cụ tốt để các bạn trò chuyện. Đấy. Nói chung bản thân mình cũng đã được chữa lành rất nhiều từ bài tarot, từ trải bài chung, từ trải bài riêng, và mình mong là nhiều người cũng được chữa lành như thế giống mình. Đấy. Thì bây giờ mình chữa lành qua trải bài chung rồi, bây giờ mục đích tiếp theo của mình đó là dạy bài, dạy cách đọc bài. Thì nhá, ở đây có 4 loại bài khác nhau. Nhìn chung thì hôm nay chúng mình sẽ học tarot. À, cái kênh này mình sẽ dạy tarot. Còn khi mà mình dạy chán tarot, mình có thể dạy sang những cái bộ bài khác. Đấy, Lenormand cũng là để xem bói, xem tiên tri. Ừ. Nhưng cá nhân mình thì thấy xem của tarot nó vẫn rộng hơn, nó vẫn có nhiều thông điệp hơn. Đấy. Oracle thì mỗi bộ sẽ có một cái cách đọc khác nhau. Thật ra thì oracle nó không hẳn là cách đọc, mà mỗi bộ nó sẽ có một cái chủ đề khác nhau, một cái theme khác nhau. Thì oracle gần như không phải dạy, bạn chỉ cần rút ra, bạn đọc thông điệp và bạn kết nối với trải bài, thế thôi. Đấy. Bài trà cũng không nhất thiết phải dạy, bài trà rất là dễ. Bởi vì nếu mà bạn nào đọc được tiếng Anh á, thì trong bộ bài trà đã có cái sách hướng dẫn sẵn rồi, và trong sách này nó nói khá là kỹ. Và bản thân trên từng mỗi lá bài trà nó cũng có ý nghĩa rồi. Đấy. Dĩ nhiên mình vẫn mong là các bạn đọc được tiếng Anh. Thì bài trà mình hay sử dụng thuần để tiên tri. Tiên tri ngày, tiên tri tuần, tiên tri tháng, tiên tri năm cũng có, những cái sự kiện nổi bật để tiên tri. Còn tarot vừa là tiên tri, vừa là công cụ để các bạn phân tích vấn đề. Đó là lý do vì sao mà các bạn chỉ cần học được tarot thôi. Tarot là cái công cụ mạnh mẽ nhất trong 1, 2, 3, 4 cái công cụ này. Các bạn học xong cái này đã rồi, các bạn hãy học những thứ còn lại. Mình recommend các bạn như thế. Dĩ nhiên một số bạn thích làm điều ngược lại, không vấn đề gì, tùy sở thích. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn mọi thứ nó gọi là được chuyên sâu, được gọi là không bị mất gốc, thì mình recommend các bạn học tarot trước. Và lý do vì sao để học tarot, xem bài cho bản thân, xem bài cho người khác, công cụ chữa lành
hoặc đơn giản các bạn cũng muốn trở thành tarot reader giống Thu Anh, không vấn đề gì. Nhưng mà nhá, nói về học tarot thì mình khuyên các bạn là nên mua cho mình bộ bài cơ bản. Đây, một trong hai bộ này. À không, nhất thiết là một trong hai. Tức là bộ cơ bản của mình á, ý ở đây của mình đó là có cái chữ Smith White. Thế thôi, còn đây là phiên bản đóng hộp và đây là phiên bản không viền. Thì bạn mua cái nào cũng được, miễn là cái hình ảnh bên trong nó giống như thế này. Nó hình như thế này. Miễn là cái hình ảnh bên trong nó như thế này, được chưa? Đấy. Còn đây, còn bộ không viền của mình, nó hình ảnh bên trong y hệt như thế. Nhưng mà nó khác biệt cái gì? Nó khác là vì nó không có viền, thế thôi. Và nó to hơn, chất giấy nó khác, thế thôi. Đấy, thấy chưa? Thì mình recommend các bạn mua bộ này để học. Một số bạn bảo không, em thích hình khác, em thích mấy bộ như kiểu manga hay là gì cơ, nhìn đẹp hơn. Ok, nó đẹp hơn thật, nhưng nếu mà các bạn mới bắt đầu học thì mình khuyên nói thật luôn là hãy mua bộ này cho mình. Bởi lý thuyết mà mình dạy á, nó gắn liền với hình ảnh của bộ này, chứ không phải là hình ảnh của bộ khác. Đấy, ví dụ như là cùng một lá magician, bộ khác có thể vẽ hình nó khác. Cái lý thuyết có thể vẫn giống nhau, nhưng mà cái vibe nó sẽ mang lại khác nhau. Thì mình không thể miêu tả được là ví dụ như anh chàng này rất là trông rất là tài giỏi, rồi trong anh ta kiểu biết mình là ai, nhưng trong bộ khác nó lại miêu tả theo kiểu rất là tiêu cực. Thì dĩ nhiên khi đọc bài tarot, ta vừa nhìn hình ảnh, ta vừa nhớ ý nghĩa của lá bài. Nhưng mà trước hết là ta cứ theo những cái gì chuẩn mực cơ bản đã. Đấy, cứ chọn bộ cơ bản cho mình đã nhá. Còn nếu mà không muốn thì chắc là không, khó học kênh của mình và khó theo kênh của mình, thế thôi. Chứ mình không có bảo là cách của bạn sai. Nhưng mà giống như kiểu là các bạn đi học trên trường thì các bạn phải theo giáo trình của trường, đúng không? Chứ bạn không thể một mình bạn đem một quyển sách khác và bảo bạn bảo là em thích thế. Thì các bạn học trường của mình. Đây là lớp học trường học của mình thì các bạn dùng giáo trình của mình. Mọi thứ đơn giản vậy thôi. Nhớ xem nào, còn cái gì để nói không? Giờ là về nguồn gốc đi. Thì cái này mình nói qua qua thôi nhá. Cái bộ bài này thì theo như mình nhớ đó là được sản xuất, không phải được sản xuất mà bắt nguồn tại Ý. Đó, Ý ở châu Âu. Và cái mục tiêu đầu tiên của mọi người không phải để bói mà để chơi. Đó, từ tầm khoảng thế kỷ 15. Nói chung là mình không nhớ rõ cái này, mình không tìm hiểu sâu. Bạn nào tò mò hơn về nguồn gốc thì các bạn có thể lên mạng tìm hiểu. Và mình sẽ vào luôn cái phần tiếp theo, đó là cấu tạo của lá, cấu tạo của bộ bài tarot. Đây là bộ bài tarot. Mình dạy thì mình sẽ sử dụng bộ này nhá. Còn các bạn mua trên mạng, các bạn chỉ cần mua Smith White là được. Còn phiên bản đóng hộp hay phiên bản không đóng hộp, tùy, miễn là hình ảnh nó hao hao thế này, giống như thế này là được. Thì một bộ bài như thế này là có 78 lá. 78 lá được chia làm hai phần. Bạn nào mà hoàn toàn là không biết tí gì về tarot và thích ghi chép thì phần này có thể ghi chép này. 78 lá và chia làm hai phần. Một, phần một đó là phần bộ ẩn chính. Đấy. Và phần thứ hai gọi là ẩn phụ. Thì ẩn chính gồm có 22 lá và ẩn phụ thì gồm có 56 lá. Ok, thế bây giờ cách nhận biết ẩn chính và ẩn phụ như thế nào? Làm nào để mình kiểu rút bừa một bộ ra, lòe, mang đến lòe, lòe bạn cùng lớp, lòe người yêu, rút bừa một lá ra, xong nói, tao biết đây là ẩn chính hay ẩn phụ ấy nhá, đọc luôn đây là một gậy, ok, một gậy là gì, ẩn chính hay ẩn phụ. Đấy, làm thế nào để phân biệt? Thế này, ẩn phụ, để mình lấy ra một số lá, lấy mấy lá tiêu biểu đi. Đây, trước hết nói về ẩn phụ nhé. Ẩn phụ là những lá, một số bạn có bảo mình là ẩn chính ẩn phụ có số lá mã trên không, thật ra bộ nào chả có ẩn, bộ nào cũng có những lá có chữ và cũng sẽ có những lá có số ở trên, thế nên ta không dùng cái dấu hiệu này để nhận biết mà ta dùng dấu hiệu về nguyên tố. Ẩn phụ có gồm 4 nguyên tố: gậy, kiếm, ly và xu. Gậy này, đây là cái gậy này, đây là kiếm, ẩn đây, đây là kiếm đây. Đây là ly
và đây là xu. Ẩn phụ nó sẽ có những cái nguyên tố như thế. Lá nào cũng sẽ xuất hiện nguyên tố đó. Một trong bốn nguyên tố. Nhớ nhá, mình nhắc lại, một trong bốn nguyên tố. Ẩn phụ là những lá có một trong bốn nguyên tố gậy, kiếm, ly hoặc xu. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một lá ẩn phụ nào có hai nguyên tố, có hình vẽ của hai nguyên tố đâu. Đó là lý do vì sao mình muốn các bạn học bộ này, bởi vì nó vẽ rất là dễ hiểu. Nhìn phát đâu là kiếm, đâu là xu, đâu là ly, đâu là gậy. Chứ bạn dùng các bộ khác thì chả phân biệt được đâu. Đấy, được chưa? Và ẩn chính là những lá còn lại, những lá mà không có một trong bốn nguyên tố này nha. Ví dụ như tử thần. Tử thần là ẩn chính. Đấy, ẩn chính bạn có thấy một trong bốn nguyên tố không? Không thấy. Không thấy hình ảnh, hình vẽ của một trong bốn nguyên tố. Đấy. Rồi, tower, tòa tháp. Có không? Không có. Devil, con quỷ có không? Không có. Rồi, ngoài ra có một cái lá mà có tận. Ví dụ như cái lá nào đặc biệt nhỉ? Ngày xưa mình đã từng dạy một bạn và bạn ấy nhìn ra được một cái điểm này rất là hay. Đấy. Ví dụ như cái lá này, Magician. Trong lá khi có cả bốn nguyên tố: gậy, kiếm, ly và xu, nhưng nó không phải ẩn phụ, nó là ẩn chính bởi vì nó có cả bốn nguyên tố. Mình nói rồi, mình nhắc lại, ẩn phụ là hình ảnh có một trong bốn nguyên tố, một, chỉ một trong bốn thôi. Đấy, và tất cả những lá không đáp ứng cái điều kiện đó thì là ẩn chính. Rồi. Đấy, thì ẩn phụ á, nếu mà nó nói về tên á thì nó sẽ luôn theo cái kiểu là một kiếm, một gậy, hai kiếm, hai gậy, hiệp sĩ kiếm, hiệp sĩ gậy, nữ hoàng ly, rồi 10 xu. Đấy, còn ẩn chính nó sẽ có những cái tên hay ho như thế này này, tử thần này, con quỷ này, ảo thuật gia này, tower này. Đấy. Và ẩn phụ thì sẽ không có những cái tên đặc biệt như thế này. Có 22 lá ẩn chính và mỗi lá sẽ có một cái tên khác nhau. Trong khi ẩn phụ quanh đi quẩn lại chỉ những cái tên liên quan đến gậy, đến kiếm, đến ly, đến xu mà thôi. Thế thì tại sao lại phải chia ra làm hai phần như thế này? Đấy. Thì sau này mình dạy các bạn á, mình cũng sẽ dạy theo cái kiểu ẩn chính, ẩn phụ nhá. Học xong ẩn chính rồi ta sẽ đến ẩn phụ. Thế tại sao lại chia như thế? Đầu tiên là có 22 lá ẩn chính bắt đầu từ số 0, nhưng mà có 22 lá thì tức là lá cuối là số 21, đúng không? Thì ẩn chính là nói khi mà xuất hiện trong trải bài, nó sẽ nói về những cái sự kiện nó mang tính khó thay đổi được, mang tính số phận, định mệnh nhiều hơn. Đấy. Đặc biệt là trong một cái trải bài, nếu giả sử bạn rút 5 lá và số lượng ẩn chính áp đảo, tức là 41, nhớ cho mình nhá, áp đảo 41 hoặc 50, còn 32 thì không, chưa phải áp đảo. Thì tức là cái trải bài đấy ta hiểu là năng lượng 1 là nó hơi nặng nề. Mặc dù nó là trải bài tốt đi nhá, thì không hẳn là nặng nề, mà ta sẽ diễn giải là đây là một cái trải bài tốt, nhưng mà tốt này là tốt do vũ trụ muốn bạn tốt. Đấy, là do bạn may mắn là bạn có lộc. Vũ trụ muốn bạn tốt, tại thời điểm này bạn phải tốt. Còn ngược lại, nếu mà trải bài có áp đảo ẩn phụ 4/5 hoặc là 5/0, 5/5 chứ. 4/5 hoặc 5/5 là ẩn phụ. Tức là cái vấn đề của bạn á, chủ yếu là đến từ bạn. Và những cái vấn đề đến từ mình thì sao? Thì sẽ dễ giải quyết hơn những cái vấn đề mang tính số phận, đúng không? Nghĩ mà xem. Đấy. Ví dụ như là hỏi là vì sao tôi với anh ta chia tay mà ra 5 lá ẩn phụ, thì ok, lý do chủ yếu là do bạn. Bạn thay đổi thì có thể sẽ không chia tay nữa, hoặc bạn thay đổi sẽ quay lại được với nhau. Còn nếu mà 5 lá đều là ẩn chính thì số của mày, chúng mày là phải chia tay rồi. Vũ trụ không muốn chúng mày ở cạnh nhau, để muốn mày học được cái bài học gì đấy. Cái năng lượng nó sẽ nặng hơn và khó thay đổi hơn. Đấy, biết thế nhá. Rồi, ẩn phụ thì gồm có 4 nguyên tố. Mỗi nguyên tố sẽ gồm từ 1 cho đến 10, cộng thêm 4 lá hoàng gia, cậu bé này, hiệp sĩ này, nữ hoàng và vua. Mình sẽ nói kỹ hơn khi mà mình vào cái phần bài giảng của bộ ẩn phụ. Đấy, biết thế đã, tại để như là có hai phần. Bạn nào vừa nãy ghi lại được một số thứ cũng hay hò đấy. Đầu tiên là có 7-8 lá chia làm hai phần: ẩn chính 22, hành trình của gã khờ, và ẩn phụ 5-6, chia làm 4 nguyên tố, mỗi nguyên tố từ 1 đến 10 và 4 lá đầu người.
bốn lá hoàng gia. Đấy, cách nhận biết đó là ẩn phụ có hình ảnh của một trong bốn nguyên tố như thế này, và nếu mà có xuất hiện chữ thì luôn có xuất hiện những cái chữ như là gậy này, kiếm này, ly và xu. Còn trong khi ẩn chính nó tên nó đặc biệt, mỗi lá có một cái tên khác nhau. Ẩn chính thì là sự kiện lớn, ẩn phụ là sự kiện nhỏ. Đấy, nhớ thế đã. Rồi, thế giờ đến cách học đi, cách tự học tại nhà một mình. Với người mới bắt đầu, mình recommend là học từng lá một. Sau này khi các bạn giỏi rồi, hẳn học cách kết hợp các lá với nhau. Còn các bạn chưa giỏi thì học từng lá một. Từng lá một. Đấy. Các bạn có thể mỗi ngày ngủ dậy và rút cho bản thân một lá, sau đó ghi chép lại. Đầu tiên rút một lá này. Sau đó vào phần lý thuyết này. Lý thuyết ở mình cũng có dạy lý thuyết. Hoặc là đơn giản các bạn nào lên Google, chịu khó lên Google search lý ý nghĩa của The Hermit ở ý nghĩa của The Death. Đó, nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn là nên tự có một cái quyển sổ lý thuyết cho bản thân. Không hẳn là lý thuyết nhưng nó giống như là cái cảm nhận của riêng bạn về từng lá. Đó, bởi vì mỗi bạn, mỗi người đọc sẽ có một cái năng lượng chủ quan khác nhau. Nha. Bởi vì những cái lý thuyết trên mạng hay là những cái quyển sách bạn mua, nó khá là dài dòng. Bản thân mình cũng là người học mà, thì mình thấy nó khá là dài dòng. Nó không được cô đọng, nó không được mang tính từ khóa. Và khi mà bạn đọc nhiều lý thuyết như thế thì bạn sẽ bị quên sứ mất cái thông điệp mà bạn nhận được khi bạn vừa rút lá bài. Tức là khi mà ta đọc bài ấy, ta vừa rút lá nào, ta cảm nhận như thế nào, thì đó chính là cái thông điệp đúng chuẩn từ cái lá đó. Đấy. Còn tốt nhất là thế này này, khi mà bạn vừa rút ra lá thì tốt nhất bạn nên ghi lại cái cảm nhận của bạn đã. Đầu tiên là tiêu cực hay tích cực, bạn thích hay không thích cái lá này, sau đó hẳn mày mò đi tìm phần lý thuyết. Ok. Đấy, bạn làm như vậy mỗi ngày. Mỗi ngày rút một lá cho bản thân đã, về cái năng lượng của ngày hôm nay. Đó. Sau khi mà bạn thấy hòm hòm rồi thì lúc đấy bạn mới bắt đầu rút cả sử một ngày hai lá, một ngày ba lá, hoặc mới bắt đầu xem cho người khác. Nhưng mình thấy là cứ xem cho bản thân đi đã. Nha, cứ xem cho bản thân đi đã. Không việc gì phải vội cả. Đấy, coi như đây là sở thích thôi, không việc gì phải vội, không việc gì phải nhanh nhanh chóng chóng trở thành một tarot reader giỏi cả. Rồi. Thì đó cũng là cái cách mà ngày xưa mình học, mình cứ ghi lại. Đấy, đầu tiên là hãy ghi cái cảm nhận đầu tiên của bạn đã, bạn thích hay không thích, bạn cảm thấy ngày hôm nay vui hay không vui. Đấy, nếu mà cảm thấy không vui thì nên làm gì? Ví dụ bóc được những cái lá nó mang tính cãi nhau đi, may quá lại rút là ngày năm gậy, tức là bạn cảm nhận được trong năm nay có thể có trong tháng ngày hôm nay có thể có xung đột, thế là bạn sẽ luôn tự nhủ bản thân hôm nay phải giữ cho mình cái đầu lạnh, hôm nay sẽ có người cà khịa mình đây, nhưng mình sẽ không để cho người ta kiểm soát cảm xúc mình đâu, kiểu thế chẳng hạn. Đấy, và bạn ghi lại những gì mà bạn tự nhắc nhở bản thân vào cuối quyển sổ nhật ký tarot đấy của bạn. Đấy, bạn giữ nó bên mình hoặc bạn ghi vào điện thoại, sao cũng được. Đến cuối ngày bạn có thể mở ra xem thông điệp nó có đúng hay không, lời khuyên của mình dành cho bản thân mình có đúng hay không. Giỏi rồi thì hãy bốc được 2 đến 3 lá và bắt đầu đi hỏi những cái câu hỏi cụ thể. Đấy nhá. Đấy là cái cách học. Chúng ta cứ tích tiểu thành đại thôi, cứ đi từ từ, không việc gì phải vội cả. Và tiếp theo đấy là cách đặt câu hỏi. Về phần này thì mình thấy một số reader khá là kỹ tính trong việc nên đặt câu hỏi như thế nào, không nên đặt câu hỏi như thế nào. Bản thân mình thì không thích luật lệ. Bản thân mình không thích luật lệ. Và nếu mà bạn nào mà có tìm hiểu của những kênh khác hay là tài liệu khác hay sách khác, thì rồi sau này các bạn sẽ thấy kênh của mình dạy hoàn toàn bỏ hết tất cả những luật lệ mình thấy không cần thiết. Bởi quan điểm của mình, đọc tarot là đọc bằng trực giác. Và trực giác mà càng có nhiều luật lệ thì càng bị kìm hãm. Trực giác là mang tính tưởng tượng sáng tạo rất là mạnh. Đấy. Thì vì cớ gì ta cứ tự đặt ra luật lệ như thế cho ta, tự dưng lại kìm hãm cái khả năng đọc bài, kìm hãm cái sự mở
trong phần tưởng tượng sáng tạo, đúng không? Đã mang tính tưởng tượng sáng tạo rồi thì phải bung lụa đi. Đấy, bung lụa đi. Còn bạn nào mà thích thì tự đặt ra luật cho bản thân ấy. Đấy là luật của bản thân bạn, tự đặt ra giới hạn cho bản thân bạn. Còn mình thì vẫn recommend là chả cần giới hạn gì hết. Một số người thích rút 3 lá, như mình thì mình thích rút số lẻ. Một số người thích rút 10 lá, không vấn đề gì, muốn làm nào là thật luôn. Bởi vì mỗi reader sẽ có một phong cách đọc bài riêng. Đấy, mình ví dụ như là mình sẽ chỉ cho bạn cái khung, và bạn là người tự tô điểm trên cái khung đấy. Cái khung của mình rất sơ sài, nhưng mà nó sẽ rất là chắc, để các bạn tô vẽ cái gì cũng không bị vỡ khung. Rồi, tóm lại cách đặt câu hỏi nhá. Bạn hỏi cái gì cũng được. Sức khỏe, công việc, tình yêu, hỏi gì cũng được. Nhưng mà ấy, recommend cho các bạn, khi các bạn xem bài cho bản thân hay xem cho người khác á, các bạn nên đặt câu hỏi theo vấn đề. Ví dụ nếu là đã là công việc thì nên đặt hết một loạt vấn đề về công việc, để cái năng lượng nó được sâu, nó được chuyên sâu về cái vấn đề đó. Chứ đừng có kiểu câu 1 công việc, câu 2 tình cảm, câu 3 học tập, câu 4 lại quay về công việc, và câu 5 lại quay về tình cảm. Thế thì mỗi lần như thế bạn lại phải rút bài lên và tháo lại từ đầu. Bản thân bạn, người đọc bài cũng sẽ bị sao nhãng, sao lãng. Thế nên khi mà các bạn hướng dẫn người khác hỏi, đặt câu hỏi, bạn bè, người thân đặt câu hỏi, thì bạn hướng dẫn theo kiểu như thế. Nghĩ hết tất cả các câu hỏi trong vấn đề này đi, và đào sâu, giải quyết xong thì hãy nhảy sang cái vấn đề khác. Đấy. Và khi mà ở trong một vấn đề, thường là ta sẽ rút thêm, chứ ta không có mỗi câu ta lại rút, ta không cất bài và ta xáo lại từ đầu. Ví dụ như bạn hỏi về tình cảm, đầu tiên là anh ấy nghĩ gì về mình, rút 3 lá, ok fine, 3 lá. Anh nghĩ gì về mình rồi, tiếp theo là mối quan hệ tiến triển như thế nào, lại rút 3 lá tiếp. Nó vẫn nằm trong cái năng lượng này. Tôi nên làm gì, ok 3 lá nữa. Bạn hiểu ý mình chưa? Đó, chứ không phải là mỗi câu bạn lại cháo vào, bạn lại cất bài đi và cháo lại từ đầu đâu. Nhưng với điều kiện những câu này nó liên quan đến nhau, nó xuyên suốt trong một chủ đề tình cảm và với anh đó. Đấy. Tại sao lại phải như thế? Bởi vì làm như thế thì ta mới nhìn ra được cái bức tranh toàn cảnh. Ta mới nhìn ra được bức tranh toàn cảnh. Thứ nhất, anh ta tình cảm như thế nào, mối quan hệ như diễn biến như thế nào, và tôi nên làm gì. Đấy, mình có thể nhìn được bức tranh toàn cảnh. Chứ bạn không. Cái này mình sẽ nói sâu hơn trong những cái buổi nâng cao sau này, cách đọc bài. Đấy. Thì khi mà nhìn được bức tranh toàn cảnh, tức là khi mà các bạn đọc, các bạn phải luôn có một cái nhớ trong đầu là cái tính cách của người này nó là như thế. Người này có yêu hay không yêu cô này, mình phải nhớ được cái đấy, chứ không phải là người ta hỏi đến đâu mình trả lời đến đấy và mình không quan tâm đến cái tình cảm của anh này hay những cái trải bài cũ. Tức là thế này này, trong một cái buổi trải bài, một cái session trải bài, tarot reader phải luôn nhập tâm nhớ trong đầu về cái năng lượng của người hỏi và năng lượng của những cái người xuất hiện trong câu chuyện của người hỏi. Đấy. Cái này hơi khó để giải thích, nhưng sau này mình sẽ có những cái bài nói nó những cái video nó kỹ hơn về cái phần này. Cái này nó là một cái mẹo để xem, không phải mẹo mà nó giống như là một cái tip, một cái lời khuyên, một cái cách để xem bài nó được xuyên suốt, nó được sâu sắc. Đấy. Bạn phải nhớ về cái tính cách, rồi về cái năng lượng của cô này, của cái người này đang hỏi. Hơi khó hiểu đúng không? Tự dưng đến phần hơi trừu tượng một tí. Rồi bây giờ đến cách xáo bài đi. Xáo bài Có rất nhiều cách xáo bài. Mình như mình nói rồi, lại không có nguyên tắc luật lệ nào, bạn muốn làm gì làm. Mình thì hay xáo kiểu này, cũng không có số luôn. Xáo đến khi nào mà mình cảm thấy hài lòng, mình muốn rút thì thôi. Trong quá trình xáo bài có bài nó rơi ra, ôi dồi ôi, còn lá nó rơi ra thì mình nhặt lên thôi. Và mình thường sẽ nhặt những cái lá rơi ra nếu mà nó mang số lượng 1 hoặc 2. Nếu giả sử nó rơi ra cả một cục này thì thôi, mình phải nhấc lên xào lại. Đấy. Một số bạn thì sẽ không xào mà theo kiểu đặt như này. Xong ví dụ xem
về ngày của các bạn sẽ như này. Đây bốc kiểu đấy, tùy, có như này. Tùy. Một số bạn thì như nào nhỉ? Trải mình không biết cách trải, mình không khéo tay lắm. Kiểu trải nó đẹp đẹp như này á, kiểu xòe một phát như thế này. Tại sao rút ra? Tùy. Cái này thì mình thấy hơi làm màu đấy. Với cả là mình không có xem bài trực tiếp, mình xem online nên mình không làm màu thế này làm gì. Tất cả là tùy nhá. Các bạn có thể mua khăn trải nếu mà muốn bài sạch. Đấy, mình thì chỉ trải ở nhà thôi, mình cũng không đem ra ngoài nên mình không có khăn trải. Nhưng mà nếu các bạn trải trên mặt phẳng thì cũng phải là mặt phẳng sạch. Thấy chưa? Cố gắng giữ cho bài sạch thôi. Rồi. Cách rút bài. Ok. Nói chung là nhiều nguyên tắc quá. Cái này cũng là tùy này, nó là tùy vào cá tính của bạn. Bạn thích, một số bạn thì rút ví dụ như lên này, lật ngược lại. Ok. Một số người rút như này nhưng mà quay như này, quay ngang. Đấy, thì tùy. Thực ra cái cách rút bài như thế này á, nó sẽ chỉ thật sự có ý nghĩa khi mà bạn đọc bài ngược thôi. Mình thì mình không đọc bài ngược. Nha, mình không đọc bài ngược nhưng mình sẽ vẫn nói cho các bạn biết về cái cách xem bài ngược. Mình sẽ vẫn nói qua, nhưng mà cá nhân mình thì không đọc bài ngược. Ngược không đọc bài ngược nhưng bù lại khi mà đọc học về ý nghĩa của lá, mình học cả phần nghĩa tích cực và tiêu cực. Đó. Cái này là tùy hết, tất cả là tùy phong cách của bạn hết. Và nhớ cho mình, nếu bạn đã là reader thì bạn là người đặt ra luật. Bạn là người đặt ra luật. Ok, bạn là người làm chủ bộ bài, chứ không phải để bộ bài làm chủ bạn. Và không phải là bị bài quật. Được chưa? Rồi. Thế thì hôm nay mình nghĩ cái buổi ngày hôm nay thì chắc là cũng sẽ đến đây thôi. Nói qua qua một chút, nhập môn một chút về bài tarot. Thì buổi lần sau mới bắt đầu đi sâu vào bộ ẩn chính, rồi ý nghĩa của các lá, rồi các mẹo đọc bài bla bla. Có một số cái này mà mình muốn. Bây giờ sẽ đến phần trả lời câu hỏi của khán giả. Có phần câu hỏi trên tab bình luận. Thì nhưng mà trước khi vào phần này á, cũng có một số câu hỏi mà mình hay nhận được và mình thấy là những câu hỏi phổ biến. Thứ nhất như là có nên, có sợ bị bài quật không à, hay là bài có linh hồn không à? Mình sẽ nói thật nhá, mình không biết. Mình không biết, nhưng trên quan điểm của mình đi, bài không có linh hồn. Có thể với một số bạn có căn hay gì đó, các bạn có thể làm cho bài có linh hồn. Mình không biết, mình nói ngay từ đầu rồi, mình không có mê tín đến thế. Nên mình nghĩ đơn giản thế này thôi này. Bài á thì được sản xuất hàng loạt trong nhà máy. Thì bạn nghĩ là nhà sản xuất họ ném linh hồn vào bài à? Hay họ ám linh hồn vào bài à? Và ám bằng cách nào? Và bạn phải hiểu đứng trên phương diện của người sản xuất. Thì cái thứ mà bạn mong muốn nhất khi mà sản xuất ra bộ bài là gì? Là mong mọi người hiểu bài tarot hơn không? Hay là mong mọi người tâm linh hơn không? Họ muốn tiền, họ muốn lợi nhuận. Và nếu mà họ khiến cho bài tarot trở nên đáng sợ như thế thì chẳng ai dám mua, chẳng ai có thêm lợi nhuận từ bài của họ cả. Thế nên cái việc bài có linh hồn hay là bị bài quật, nó là vô lý nhá. Nghĩ mà xem. Ok, mình có thể lên mạng mình đọc những cái thông tin như thế nghe cũng sợ sợ đấy, nhưng mà bạn phải dùng cái suy nghĩ của riêng bạn để giải thích cho những cái hiện tượng này chứ. Đúng không? Đấy, trừ khi những ai có cái khả năng tâm linh thật, họ tự tạo ra một cái bộ bài có 102 của họ, xong họ làm cái gì đấy thì mình không biết, nhưng mà bộ bài này là bộ bài sản xuất hàng loạt mình mua trên Shopee. Ai thổi hồn vào bài và hồn lên là hồn của cái gì? Hồn con mèo, hồn con chó? Hay hồn hoa, hồn cây? Thế nhá. Rồi, ok, hiểu. Cái câu hỏi thứ hai mà mình cũng hay nhận được, đấy là cách thanh tẩy bài. Ok, thì nó cũng liên quan đến câu hỏi đầu. Bài không có hồn thì bạn thanh tẩy cái gì? Thanh tẩy bài, thứ nhất ấy, thì bạn vẫn nên giữ cho bài sạch sẽ. Vì sao? Vì bài bẩn thì xào bài nó khó thế thôi. Với cả mình sẽ không thích một bộ bài bẩn, mình thích một bộ bài xào đẹp này, hình ảnh nó tươi mới hơn là một bộ bài cũ, đúng không nào? Đấy. Còn cái việc thanh tẩy bài á,
Thì thay vì thanh tẩy bài, mình cái này mình nhắc đi rất rất nhiều lần trong cái kênh Magic Shop của mình rồi, đấy là thay vì thanh tẩy bài, bạn thanh tẩy bạn á. Bạn là người đọc bài, bạn có ảnh hưởng lớn hơn đến trải bài chứ không phải là bài. Đấy. Và đừng có nghĩ là nếu không thanh tẩy bài thì bài sẽ hiện lên những cái thông điệp tiêu cực. No 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 no. No 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 no. Bạn là người diễn giải bài. Thế nên nếu mà bạn đọc bài trong cái tình trạng bạn ốm, bạn đau, bạn mệt, bạn xì chết, thì bạn cũng sẽ diễn giải nó theo cái hướng tiêu cực, chứ không phải là bài nó hiện lên phần tiêu cực nha. Thế nên làm ơn bỏ hết cho mình những cái suy nghĩ về bài quật, bài có linh hồn, bài có tính cách cho mình. Vì nếu mà bạn có thể chứng minh điều ngược lại thì may ra mình mới tin. Bạn chứng minh cho mình bài có tính cách, bài có linh hồn đi, chứng minh mà làm nào để mình nhìn thấy được. Chứ đừng có nói những cái câu vô nghĩa là em nói chuyện được với bài, em nằm mơ thấy bài. Chả gì kiểm chứng cái đấy cả. Và mình chỉ biết một cái sự thật hiển nhiên, đấy là nó được sản xuất hàng loạt. Nó chẳng ra gì bài Uno cả, bài Uno có linh hồn không. Thế thôi nha. Rồi, thế bạn thanh tẩy bạn bằng cách là giữ cho tâm trí bình tĩnh, cân bằng, cơ thể khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh, có phong cách sinh hoạt lành mạnh, có thể tập thiền nếu các bạn muốn giữ cho tâm trí càng ngày càng lành mạnh hơn, tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ. Và bạn phải hiểu nhá, bản thân bạn là reader, thì bạn khi mà xem bài cho người khác, bạn nên giữ thái độ trung lập, hoặc là bản thân bạn phải có cái phong cách sống nó tích cực, thì may ra mới truyền được cái năng lượng tích cực cho người khác. Chứ bản thân là cái người mà trẻ con hay tức giận, không kiểm soát được cảm xúc, bản thân còn rất là nhiều vết thương cần chữa lành, thì bạn chữa lành được cho ai? Đó là lý do vì sao á. Không phải là bài tarot giới hạn độ tuổi đâu, nhưng mà khi các bạn còn quá trẻ á, thì các bạn không phát huy được tối đa khả năng trong việc đọc bài. May ra các bạn xem được bài cho những người cùng tuổi hoặc kém tuổi hơn bạn. Nhưng bạn tưởng tượng mà xem, bạn 17 tuổi thì làm sao bạn đọc bài được cho một người 37 tuổi đã có gia đình? Làm sao mà bạn trả lời được những câu hỏi liên quan đến hôn nhân con cái? Bạn chưa từng trải qua những cái biến cố như họ thì làm sao bạn đưa cho họ lời khuyên? Không có giới hạn độ tuổi xem bài, nhưng khi bạn không có kinh nghiệm sống thì bạn chẳng khuyên được ai cả. Thế thôi. Nha. Yeah. Ok. Đấy, lại thêm một câu nữa, có giới hạn độ tuổi xem bài không? Không. Nhưng bạn càng có tuổi, bạn càng có nhiều kinh nghiệm sống, thì bạn xem bài sẽ càng dễ hơn. Rồi bây giờ đến phần trả lời câu hỏi của khán giả nhé. Các bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi cho mình vào phần bình luận này, hoặc là vào phần tab cộng đồng, nhưng mà cứ bình luận trực tiếp dưới video này cũng được. Và để lại cho mình những cái góp ý về cách làm video, bạn muốn mình thêm cái gì hay không thêm cái gì, nói nhiều quá hay không nói nhiều quá, thế nào cũng được, thì mình sẽ cố gắng, gọi là dĩ nhiên nếu mình thấy hợp lý thì mình sẽ thay đổi đấy, chứ còn nếu mà nó vô lý quá thì mình cũng chịu đấy. Rồi, đầu tiên là câu hỏi của bạn Cường Bùi Huy, cho em hỏi là trải bài lời khuyên mà rút ra Tower và The World thì đọc như thế nào? Giới thiệu 12 cung hoàng đạo trong bộ ẩn phụ, và làm thế nào để kéo một trải bài lên tới 1 tiếng mà chỉ có nguyên bài tarot. Thì câu đầu tiên của bạn á, lời khuyên mà ra Tower với The World, thì mình sẽ tạm chưa trả lời câu này vội, mà mình sẽ dành để, vì đây dù sao cũng là cái buổi nhập môn thôi, mình sẽ dành để khi nào mình nói về bộ ẩn chính, để cho mình sẽ đi kỹ các lá. Nên câu này mình tạm để sau nhá, cho mình nợ câu này. Còn 12 lá trong bộ ẩn phụ á, 12 lá trong bộ ẩn phụ, à 12 cung hoàng đạo trong bộ ẩn phụ á, thì mình đồng ý là trong bài tarot nó có những cái lá nói về cung hoàng đạo. Mình sẽ giới thiệu những cái lá này sau, nhưng mình không recommend các bạn nói về cung hoàng đạo dựa trên các lá đó, mà mình recommend các bạn có tự trang bị cho các bạn kiến thức về 12 cung hoàng đạo, tính cách rồi xu hướng hành động của 12 cung. Chỉ 12 cung thôi dễ mà. Có khi nào mình sẽ làm một video về cái này. Rồi khi mà các bạn trải bài ra đủ 5-10 lá, các kiểu đủ một trải bài nguyên, các bạn cảm nhận được năng lượng, thì lúc đấy mới nói đây là năng lượng cung gì. Làm ơn đừng có xàm về cung khi mà các bạn không biết tính cách của các cung. Các bạn dựa theo lý thuyết rút ra được những cái lá, kiểu như là ví dụ như hình như Devil này nó tượng trưng cho market đi,
Bạn rút ra xong bạn bảo người yêu tiếp theo của bạn cùng market. Ok đúng, trong lý thuyết thì devil có dựng trên cho market thật, bởi vì biểu tượng con dê nếu mình không nhầm. Ok, nhưng bản thân bạn thì đếch biết market tính cách như thế nào, hành động như thế nào. Đó. Ok, thế bây giờ nhá, giả sử bạn rút được mấy cung đi, hình như công lý là thiên bình hay sao ấy, bạn rút được hai cái này, xong bạn bảo là à người yêu tiếp theo của mày vừa mang năng lượng market và thiên bình, đồng ý. Thế bây giờ lại rút thêm một cái lá nữa đi, hermit thì như là xử nữ hả? Ông mình không nhớ đâu vì mình không có theo cái này. Vừa xử nữ vừa market vừa thiên bình, thế người nghe rất là confused, một trong ba cung á hay là tính cách của cả ba cung hay như thế nào đó. Thế bây giờ người ta lại hỏi kỹ hơn, thế giờ miêu tả kỹ cho tao về cái tính cách người này đi. Tức là thế này này, khi mà miêu tả tính cách của một người hay là miêu tả cái năng lượng của cái trải bài á, bạn thấy khi mà mình đọc bài thì mình cũng hay thỉnh thoảng lại thốt lên là à cái năng lượng trải bài này mang cung này cung kia đúng không? Không phải là mình nhìn thấy mấy cái lá tượng trưng cho cung đâu, mà mình thấy cái năng lượng nó giống cung đấy. Tức là để làm được thế mình cũng có một cái kiến thức khá là chắc về 12 cung. Ok, vì mình cũng tìm hiểu chiêm tinh nhiều. Tarot và chiêm tinh có thể link, có thể liên kết được với nhau. Nhưng mà mình mong các bạn không đọc theo cái kiểu sách vở như thế này. Yeah. À lá này là xử nữ, tức là người yêu mày cung xử nữ. Ok. Rồi hỏi thế cái tính cách cung xử nữ nào không nói được. Tốt nhất là nên đọc năng lượng bài trước xong mới suy ra cung, chứ không phải là nhìn cung xong, nhìn cái lá liên quan đến cung xong mới bắt đầu bảo là à vì lá này là xử nữ nên người yêu của mày sẽ thế. Xong những cái lá đi kèm nó lại không support cho cái năng lượng đấy của xử nữ thì bạn tính sao? Thế nhá. À, làm thế nào để kéo dài một trải bài lên tới 1 giờ mà chỉ coi nguyên bài tarot ai cứ... nó phụ thuộc vào khả năng xàm của các bạn. Và bạn phải hiểu thế này này, trong một cái session trải bài á, nó không chỉ đơn thuần là người ta hỏi và bạn trả lời, mà nó là sự thấu hiểu, lắng nghe. Khi mà người ta đã đặt tarot xem bài của bạn, tức là người ta cần một người lắng nghe. Và bạn phải hiểu là đến cái mức mà người ta không tìm được bạn bè thân thiết để lắng nghe họ, thì họ phải bỏ tiền ra thuê người lạ để nghe họ. Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ công việc của mình giống bác sĩ tâm lý. Đấy. Thế nên bạn hãy, nếu mà bạn muốn cái buổi này kéo dài, ui giời, một tiếng đã là gì, mình có thể kéo dài tận 2-3 tiếng chỉ việc ngồi nghe. Ai chẳng muốn nói về bản thân. Chỉ có điều là tarot reader có đặt được đúng câu hỏi, gãi được đúng chỗ ngứa của người đó hay không, mang lại cho người đó cảm giác thoải mái, thỏa mãn. Làm thế nào mà đến cuối cái buổi session, cái buổi trải bài đó mà người đó cảm thấy thoải mái, thỏa mãn với những gì họ nhận được, với lời khuyên họ nhận được, và bản thân họ cũng nói được hết nỗi lòng. Chứ không chỉ đơn giản là giải đáp khúc mắc nhá. Đấy. Vì mình biết có một số reader chỉ đơn giản là hỏi gì trả lời nấy, gần như không quan tâm lắm đến cảm nhận và suy nghĩ của người nghe. Đấy. Mình rất là không recommend cái này. Rồi, bây giờ đến bạn Diệu An cho mình hỏi trước là khi xào bài về bốc bài, người reader bốc có link bằng người cần xem bốc không? Ok, link là cái gì đây? Vì mình nghĩ sẽ là bài sẽ mang năng lượng của người bốc bài chứ ạ. Cảm ơn bạn Thu Anh. Với mình thì ai bốc cũng được, vì mình xem online nên là mình bốc thế thôi. Nhưng mình bảo rồi, bài không có linh hồn nên không có cái link hay là không link gì ở đây cả. Đấy, miễn là mình nói chuyện với bạn, nghĩa là khi mà mình trải bài online thì mình vừa rút và mình vừa trò chuyện với bạn, như thế là mình đang có cái sự kết nối tinh thần, kết nối năng lượng với bạn rồi. Còn khi mà xem trực tiếp thì mình sẽ để cho người ta bốc, bởi vì đã mất công gặp mình trực tiếp rồi thì để cho các bạn có quyền tự chủ trong việc bốc. Nhưng thật ra chính ra thì tự bản thân mình thấy nhá, mình bốc hay bạn bốc nó không có liên, nó không ảnh hưởng nhiều. Lại nhớ đến cái thứ mà mình nói ngay từ đầu đấy là ta bộ bài không có linh hồn nên không có gì là linh hay không linh ở đây cả nhá. Tiếp tục là câu hỏi của bạn Linh Ngô, cho em hỏi là mình tự xem được cho mình không, có và nên xem vào lúc tâm trạng như thế nào, dĩ nhiên là vui vẻ thôi, hay là cách xem như thế nào. Đấy, thế thôi, một là tâm trạng vui vẻ, hai là cơ thể khỏe mạnh, thế thôi, tích cực. Và bản thân bạn phải
phải giữ được cái năng lượng tích cực trong một thời gian dài, chứ không thể không phải là ờ hôm nay tôi tích cực tôi xem nhưng sau ngày mai tôi cảm thấy buồn rầu. Tức là bản thân bạn phải có tần số cao thì bạn mới xem được. Đấy, bản thân bạn phải là cái người chín chắn trưởng thành bạn mới xem được. Biết thế. Nha. Xem được cho mình thì có xem. Có xem nhưng không nên lạm dụng. Thế thôi, thật ra là ai cũng thế, xem cho người khác cũng thế, không nên lạm dụng, không nên hỏi một vấn đề hỏi đi hỏi lại. Không phải là bài sẽ ghét hay là gì đâu mà vì nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nó chẳng giải quyết được cái gì cả. Bạn hỏi anh ấy có yêu tôi không, ngày nào cũng rút anh ấy có yêu tôi không. Điểm đi. Rút một lần là đủ rồi, để biết thế là đủ rồi. Vì nếu rút nhiều ngày thì có thể ngày hôm nay xấu, ngày mai lại tốt, ngày mai kia lại xấu, thì anh này bị là nhân cách à. Không lạm dụng nhá. Rồi, bạn Hoàng Bùi, chị hướng dẫn cách đọc bài và ý nghĩa khi nói về ẩn phụ đi. Ok, chị sẽ làm nhưng chưa phải buổi hôm nay. Chị nói về năng lượng lá bài, ý nghĩa liên quan đến chiêm tinh. Đấy, mình nói rồi trong cái phần trả lời câu hỏi của bạn Cường Bùi Huy. Tức là về chiêm tinh thì mình khuyến khích các bạn tìm hiểu kỹ năng lượng của 12 cung chứ đừng học theo lá. Đừng học theo lá nhá. Bởi vì bạn phải hiểu là tarot và chiêm tinh là hai bộ môn khác nhau, chẳng qua là nó cùng là tâm linh thì nó được liên kết với nhau thôi, nhưng nó vốn dĩ là hai bộ môn khác nhau. Ok. Ok. Thế thì ok, chắc là mình sẽ dừng cái buổi ngày hôm nay tại đây. Hôm nay mình cover được những cái thứ gì cho bạn nhé. Chắc là mình sẽ làm một cái timestamp để ở dưới để cho các bạn dễ tìm hiểu lại. Hôm nay thì mình có giới thiệu tổng quan này, lý do học tarot này, nguồn gốc có nói qua qua này, cấu tạo này, cách học này. Đấy, rồi thì cách đặt câu hỏi, cách xào bài và những trả lời những cái câu hỏi phổ biến. Buổi ngày hôm sau chắc là mình sẽ bắt đầu đi vào phần lý thuyết luôn. Lý thuyết rồi kiểu như là kiểu ý nghĩa từng lá nhá. Ý nghĩa từng lá rồi các cái mẹo. Các bạn đừng quên là ngoài kênh này ra thì mình có một cái trang fanpage và trên Facebook, một cái page trên Facebook và group trên Facebook để các bạn chia sẻ những cái review bài hay là nói chung cùng nhau giúp đỡ nhau tự học nhá. Đấy thì mình sẽ để link ở phần mô tả. Nên các bạn hãy vào phần mô tả để xem hoặc là hoặc là tự tìm tự học tarot cùng Thu Anh là ra ngay. Ok, chắc mình sẽ dừng cái buổi ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và đừng quên bình luận phía dưới để góp ý cho mình nhé. Bye bye.